Xin chào các em, chị là Daisy. Hôm nay chị sẽ dành thời gian để trao đổi với các em về 4 điều mà sinh viên quốc tế không được làm, không được phép làm, không được phép vi phạm khi em du học tại Singapore. Điều thứ nhất, đó là các em là sinh viên quốc tế, các em không được phép đi làm thêm. Đây là luật quy định tại Singapore. Nếu như sinh viên quốc tế, người nào mà sử dụng Student Pass du học tại Singapore thì không được phép đi làm thêm, điều này là chắc chắn. Các em chỉ có thể là làm chủ. Chị ví dụ như bây giờ em có thể bán hàng online trên Facebook, em order hàng ở trên Facebook và bán về lại Việt Nam hoặc bán ở phía đâu phía Singapore thì hoàn toàn được. Nhưng mà nếu như em đến những cái khu food court hoặc làm việc thêm gì đó, đi làm dọn dẹp hay là gì đó thì đấy là điều bị cấm tại Singapore, thì điều này là tốt nhất là không được vi phạm nhé. Vì nếu như trong trường hợp em bị phát hiện là làm thêm thì cảnh sát họ có thể cắt ngay cái visa của em ngay tại cái thời điểm em đi làm thêm đó, và em chỉ có 24 giờ để em về nước, em chỉ có 24 giờ để em ra khỏi Singapore mà thôi. Đây là một cái lỗi rất là nguy hiểm. Và nếu như trong trường hợp em bị bắt như vậy thì em sẽ không có cái cơ hội để em quay lại Singapore du học nữa. Thậm chí là sau này khi mà em sang Singapore du lịch, em sẽ có gặp một chút khó khăn trong cái thời điểm em nhập cảnh tại Singapore. Cái điều thứ hai, đó là với sinh viên quốc tế thì các bạn phải duy trì điểm chuyên cần là trên 90%. Đây là cái việc mà chính phủ Singapore kiểm soát học sinh quốc tế. Chúng ta biết rồi, Singapore đi học rất là nhanh. Bằng đại học các em chỉ lấy trong vòng 2 năm rưỡi đến 3 năm. Thạc sĩ thì trong vòng 12 cho đến 15 tháng mà thôi. Thời gian rất là nhanh, bởi vì là các em không có nghỉ hè, cũng không có nghỉ đông như các nước khác. Đồng thời cái việc là cái chương trình học của các em thì không có những cái môn bên ngoài, những cái môn như văn hóa, lịch sử, rồi văn minh là các em không hề có. Các em học kế toán thì các em tập trung tất cả kiến thức vào môn kế toán. Các em học về tài chính thì toàn bộ các môn học của em là đều về tài chính. Nó rất là chất chiêu những cái kiến thức của cho các em, nhưng mà đồng thời là kiến thức của các em rất là nặng. Do đó nếu như mà các em dành cái thời gian mà để theo những cái thú vui khác thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc học của em rất là nhiều lần. Do vậy là chính phủ Singapore họ có cái việc kiểm soát sinh viên quốc tế bằng việc cái kiểm soát điểm chuyên cần đến lớp của các em. Và các em phải duy trì điểm chuyên cần là trên 90%. Nếu như mà các em giảm xuống 90% thì khi mà các em xin visa lên khóa bên trên, chị ví dụ như em hoàn thành xong chương trình diploma, các em xin visa lên chương trình degree, thì khi mà các em xin visa lên chương trình degree sẽ gặp vấn đề. Vì bên cục di trú họ sẽ có một câu hỏi rằng chắc rằng em khi em học lên chương trình degree, một cái chương trình khó hơn như vậy, em liệu em có duy trì được điểm chuyên cần tốt không và có duy trì được điểm học tập tốt không, thì đây là một điều mà các em phải chú ý nhé. Cái điểm thứ ba, đó là với sinh viên quốc tế thì các bạn không được phép đảo văn. Học tại Singapore thì chị biết là các em sẽ phải làm rất là nhiều bài luận, luận cá nhân, rồi luận theo nhóm, rồi làm thuyết trình, rất là nhiều thứ mà các em sẽ phải làm. Và chắc chắn là các em sẽ đi tham khảo rất là nhiều nguồn, ví dụ như là trên mạng hoặc là trong thư viện, học hỏi các anh chị đi trước. Tuy nhiên thì bên sinh người ta có cái phần mềm chống đạo văn. Nếu chị nhớ không nhầm là nếu như các em vi phạm quá 14% trên cái tổng cái số bài của em á, thì các em sẽ bị gạch bài. Và cái bài đó của em hoàn toàn không được chấp nhận nữa. Do vậy thì các em có thể tham khảo được các nguồn khác, nhưng phải biến nó thành cái lời văn của mình, hiểu nó và biến nó thành lời văn của mình thì không sao cả. Nhưng mà nếu như các em copy nguyên cái lời văn của họ, lời văn của người khác, thì cái bài văn của em sẽ không được chấp nhận nữa, và gần như là em sẽ trượt môn đó. Thì cái điều này nhớ cho chị nha. Điều thứ tư mà chị muốn nói với các em, đó là một việc rất là đơn giản nhưng ở Việt Nam mình đôi khi là mình vẫn còn vi phạm, đó là vứt rác bừa bãi. Chị nhớ là có một lần chị đã từng chia sẻ với các em về cái thông tin của một bạn người Trung Quốc. Bạn ấy có cái mua đồ và bạn ấy có cái chun buộc đồ á, và bạn ấy không có thấy thùng rác nên bạn ấy vứt luôn ra ngoài đường, và bạn ấy đã bị cảnh sát bắt được, và bạn ấy đã nhận được một cái thư cảnh cáo và yêu cầu bạn là phải nộp phạt là 300 đô. Trước ngày, chị nhớ không nhầm là trước ngày 8 tháng 7 năm 2019. Nếu như bạn ấy không đến cảnh sát, đồn cảnh sát để hoàn thành cái việc này, không đóng phạt 300 đô thì có thể cái số tiền phạt đã lên từ 3.000 cho đến 10.000 đô, và nếu mà thậm chí là nặng hơn thì bạn ấy có thể vào tù. Cái điều này ở Việt Nam chúng ta thì mình coi cái điều rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng Singapore là một quốc gia rất là nghiêm túc, rất là nghiêm khắc trong những cái việc thi hành pháp luật, và cái việc xả rác bừa bãi thì đấy là một cái hành động không hề văn minh một chút nào cả. Nên khi mình là sinh viên quốc tế, mình là người nước ngoài, mình đến du học thì hãy đảm bảo giúp chị là tất cả những cái hành vi của em được diễn ra một cách đúng mực.
tránh những việc là mình sẽ ảnh hưởng đến quá trình học của mình cũng như là ảnh hưởng cả mặt tài chính của mình nữa. Thì trên đây là 4 điều mà chị muốn chia sẻ với các em về những cái điều mà các em không được phép làm, không được phép vi phạm khi em sang du học Singapore. Chị hy vọng rằng những cái chia sẻ của trên đây của chị là đủ để các em có thêm những cái thông tin, những kiến thức cho mình trước khi chúng mình đi du học, hoặc là trong cái quá trình mình du học tại nước Singapore thì diễn ra được một cách thuận lợi nhất. Mọi thông tin chi tiết thì các em có thể để lại câu hỏi phía dưới, chị sẽ trả lời các em sau nha. Xin chào.